Quý vị khán thính giả Đài SET, chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thuộc Tổ hợp Y tế Bonsa Medical Group, MV Medical Group, MV Care Health Network và One Care Connect. Hôm nay tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi là Bonsa Medical Group và có contract với MV Medical Group, cũng như là chúng tôi có contract với bảo hiểm United Healthcare, Central Health và Wellcare. Nếu quý vị trên 65 tuổi, Medicare không thôi, không có Medi, thì quý vị có thể vào trong những tổ hợp United Healthcare, Central Health và Wellcare. Chúng tôi có contact với họ để chúng tôi có thể được phép chăm sóc cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Như thường lệ, chúng tôi xin mang đến quý vị cái bản tin tức cập nhật của COVID-19. Nhất là cái tin vui trước, phải không quý vị? COVID-19 bây giờ, từ khi ông, có thể là một sự trùng hợp, nhưng mà cũng là một phần là do ông Biden, từ khi ông Tổng thống Biden lên nắm chính quyền, thì cái số người bị nó giảm xuống, cũng như cái số người Mỹ bị cũng giảm xuống, và số người bị chết nó cũng giảm xuống, và số người nằm nhà thương và nằm vào phòng ICU cũng giảm xuống. Nhưng mà vẫn còn rất cao. Trong ngày thứ hai vừa rồi, thưa quý vị, nước Mỹ đã đạt được cái số là 500.000 người chết, thưa quý vị. Ở quận Cam chúng ta có 244.000 người bị và chết 3.770 người. Cái ngày Chủ nhật thì có 40 người chết, ngày thứ hai, thứ ba thì chưa thấy có người chết, và ngày thứ tư này cũng không thấy người chết. Và cái tin rất vui là ở quận Cam thì Sở Y tế Hoa Kỳ có ra thông cáo là có lẽ trong 1-2 tuần lễ nữa thì cái quận Cam sẽ được thay đổi từ purple, cái màu purple, sang cái màu đỏ. Tất cả cái này là do sự cố gắng của quý vị. Quý vị đã đeo khẩu trang, cái số người đeo khẩu trang giờ rất nhiều, không tụ tập đông đảo nữa, và quý vị chịu khó rửa tay. Mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ khuyên quý vị nên đeo 2 khẩu trang. Tại sao người ta khuyên hai đeo 2 khẩu trang? Bởi vì người ta sợ cái variant mới ở bên United Kingdom cũng như là ở bên Nam Phi nó dễ lây hơn. Quý vị đeo này nó chặt hơn, thưa quý vị. Và ông Tổng thống Biden ông ra thông cáo là ông sẽ phát không 1 triệu cái khẩu trang N95 cho những cái nơi nào mà bị nhiều nhất. Thế thì thưa quý vị, chúng ta phải nhớ là ông tiến sĩ mà Marty McCarry, trường đại học John Hopkins University of Bloomberg School of Public Health, thì ông nói là tháng 4 này có lẽ chúng ta sẽ trở lại bình thường. Cái này ông viết mà cái opinion của ông ở trên đường Wall Street. Và hy vọng đến tháng 6 này cái số tử vong sẽ giảm xuống 500 người một ngày mà thôi. Hiện bây giờ nó khoảng 2.000 người một ngày, thưa quý vị. Bác sĩ Scott Gottlieb, tức là ông bác sĩ ngày xưa, ông làm trưởng FDA, bây giờ ông dưới chính phủ này thì ông làm commissioner thôi. Thì ông nói rằng có khoảng 150 triệu người đã được chủng ngừa vào cuối tháng 3 này. Như vậy chúng ta sẽ chủng ngừa rất nhiều, và như vậy chúng ta sẽ đã không có sẽ bị nguy hiểm. Do đó chúng ta chỉ có việc cần nhất là chúng ta phải đeo khẩu trang. Ông Fauci ông nói là chúng ta đến năm tới chúng ta vẫn còn cần đeo khẩu trang. Chúng ta phải nhớ rửa tay, và chúng ta phải nhớ khoảng cách 6 feet. Càng giữ xa càng tốt, thưa quý vị. Có nhiều người, tại sao có nhiều người vẫn chưa được chích ngừa? Nhất là người Á Châu, người da đen, người da nâu không chịu chủng ngừa. Trong khi những người da trắng họ đi chủng ngừa, quý vị mà coi trong TV thứ, những cái nơi mà cho chủng ngừa ở những cái center lớn, tuyên là người da trắng hết, họ đứng xếp hàng dài, họ đi chủng ngừa. Tại sao người da trắng họ lại chịu đi chủng ngừa, trong khi người da vàng, da nâu, da đen chúng ta không chủng ngừa? Một phần là vì language, một phần là vì cái người da nâu, cái người da đen họ không tin chính phủ cho lắm. Do đó họ khuyến khích chúng ta phải đi chích ngừa. Và cái lời khuyên của chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, chính tôi đã chích 2 người 2 mũi rồi. Gia đình của chúng tôi đều chích hết cả, vợ tôi đều chích cả rồi. Các con tôi là bác sĩ đều được chích hết cả rồi. Chúng tôi khuyên quý vị chích là an toàn cho quý vị, không có sao cả. Cái mũi thứ nhất nó hơi bị phản ứng chút xíu, mũi thứ nhì nó hơi bị phản ứng một nhiều chút xíu. Nhưng mà cái đó là triệu chứng tốt, tôi không sợ. Người ta đã chích cho được cả mấy triệu ở bên Hoa Kỳ, 166 triệu người, người ta thấy phản ứng nguy hiểm tính mạng không có bao nhiêu cả. Lúc mới đầu thì có, nhưng bây giờ không có gì cả, quý vị đừng có lo. Cái thuốc Pfizer trước đây nó khuyên là phải để trong cái ngăn đá thật lạnh dưới 90 độ C, bây giờ nó nói ok, để ở freezer thường được rồi, thu tủ lạnh thường được rồi, không sao cả. Mà cái Moderna cũng vậy, rất tốt. Quý vị cần chích 2 mũi, và nếu quý vị chích 1 mũi đó, thì quý vị được bảo vệ, 2 tuần sau đó quý vị bảo vệ 92%. Và cái thuốc mà Pfizer cũng như thuốc Moderna đó, thì người ta thấy là cái variant mới mà của South Africa cũng như của United Kingdom đều được hiệu nghiệm cả. Do đó quý vị đừng có lo, nhất là ở bên châu Thái, người ta dùng cái Pfizer không thôi thì người ta thấy là nó chống lại cái United Kingdom rất nhiều, hay là South Africa rất nhiều, không có sao cả. Do quý vị nên chích Moderna cũng như Pfizer,
chích hai mũi không sao cả. Chích một mũi nó chỉ ảnh hưởng được. Ở bên Canada thì họ chích một mũi thôi bởi vì họ không hiểu làm sao. Nhưng bây giờ chắc họ cũng sẽ phải chích hai mũi bởi vì bên Mỹ người ta muốn an toàn. Người ta muốn quý vị chích hai mũi, quý vị nên chích hai mũi. Những người mà chích như chúng tôi trong đó có tôi, thưa quý vị. Rồi sau, thường thường nếu mà quý vị đã bị Covid rồi, thì quý vị chích mũi đầu tiên thì quý vị có thể có phản ứng nhưng mà tốt. Nhiều người ta nói có thể quý vị không cần chích mũi thứ nhì. Mà nếu mà cẩn thận quý vị nên chích mũi thứ nhì không sao cả, không nguy hiểm cho quý vị đâu. Đấy một cái rất là quan trọng vì quý vị nhớ đi chích ngừa. Chích bất cứ cái lúc nào thuốc thì nó ra là quý vị đi chích ngay. Và bây giờ cuối tuần này thì nó sẽ cho phép là cái thuốc Johnson. Và nếu mà thuốc Johnson nó cho phép ra thì dễ hơn quý vị chỉ chích một mũi thôi. Cái phản ứng nó ít hơn và nó cũng hiệu nghiệm không thua gì thuốc Moderna cả. Trong giấy tờ nó để 62% mà thực sự ra quý vị chích cái đó quý vị sẽ không bị nguy hiểm tính mạng. Nếu quý vị có bị Covid nó chỉ bị nhẹ thôi. Như vậy là đáng được chích quý vị. Có thể một tuần lễ nữa nó sẽ côn Johnson ra, nó sẽ được bán ra thị trường. Quý vị không phải trả tiền. Và cái này chính phủ Hoa Kỳ đã mua cho quý vị cứ được chích mà thôi. Nếu nó đến với chúng tôi sẽ mời quý vị đến để chúng tôi có thể chích cho quý vị. Hiện bây giờ nó chỉ có mới có 10 triệu liều thuốc. Và nó hy vọng đến cuối tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì nó sẽ có tới được 200 triệu liều thuốc. Nhưng bây giờ nó chỉ có 10 triệu thuốc. Nó có thể chích cho chúng ta 2 triệu liều nó cũng đủ rồi thưa quý vị. Chúng ta còn nhiều cái Moderna và cái Pfizer. Cái quan trọng nữa là người ta khuyên cáo là thưa quý vị, khi quý vị mà phụ nữ mà bây giờ chụp xong khỏe mạnh rồi quý vị phải đi chụp vú để ngăn ngừa ung thư vú. Thì nó khuyên là theo trường đại học Đức University cũng như cái thông cáo của Unity Point Health thì nó khuyên cáo là chúng ta nếu chúng ta muốn chụp cái mammogram ngực của chúng ta thì chúng ta phải chích trước khi mũi đầu tiên, một tuần trước khi mũi đầu tiên. Còn nếu mà chúng ta chích mũi đầu tiên rồi thì chúng ta phải chờ đến chích mũi thứ nhì xong rồi. Mà mũi nhì thứ nhì xong phải 4 tuần sau mới được đi chụp vú, chụp mammogram. Bởi vì nếu mà quý vị mà chụp mammogram đó trong vòng 1-2 tuần sau đó thì người ta chụp hình người ta sẽ thấy có cái lymph node ở trong nách quý vị hoặc là nó sưng cái hạch ngực của quý vị làm cho quý vị có thể bị false positive, làm quý vị sợ. Nhưng mà người ta vẫn khuyên là nếu quý vị chích cái này mà quý vị thấy đau ngực hay là hạch mọc hạch nách lên hạch đấy thì quý vị cũng nên đi khám bác sĩ để make sure đó là chỉ là phản ứng của cái COVID vaccine thưa quý vị. Khi mà quý vị bây giờ thì quý vị đừng sợ, nếu mà quý vị bị COVID quý vị đừng sợ nữa. Mấy người mà nó thật nó đùa quý vị, mấy người bị yếu hay bệnh nền trước đây bị là lăn quay chết hết rồi. Bây giờ nó tương đối cái số tử vong nó giảm xuống rất nhiều thưa quý vị. Quận Ca bằng chứng ngày hôm qua hôm nay không thấy ai chết cả, yêu đời rồi đấy thưa quý vị. Ở quận Ca nó sắp sửa bỏ cái lệnh ngăn cản sang cái lệnh là red tier, tức là quý vị được quyền ăn trong tiệm ăn rồi, được quyền đi coi cinema trong rạp cinema rồi không sao cả. Quý vị được đi tập gym rồi, trong tiệm gym rồi không sợ nữa. Và bây giờ thì thưa quý vị, nếu mà quý vị mà bị COVID thì quý vị chỉ việc cách ly thôi, ở nhà ăn cháo, súp gà nóng rồi. Người Việt Nam thì người ta xông như tôi không tin xông như người Việt Nam nói là xông dầu khuynh diệp. Dùng cái lá khuynh diệp rất tốt, tôi không tin cái đó nó phải được khoa học chứng minh. Thì thực sự ra quý vị nhớ cách ly, uống Tylenol cho đỡ sốt, uống vitamin D, uống zinc, B complex and C. Quý vị ra pharmacy quý vị bán nó hỏi nó bán cho quý vị một viên nó có ba thứ đó. Quý vị có thể uống Colchicine, nếu quý vị nào uống Colchicine thì uống 5 ngày là nó sẽ uống 0,5mg ngày đầu tiên, 3 ngày đầu tiên uống ngày 2 viên, sau đó uống ngày uống 1 viên 5 ngày thì quý vị sẽ đỡ đi. Hoặc quý vị có thể uống melatonin 5mg mỗi ngày một viên vào buổi tối là quý vị sẽ không sợ. Nếu nặng thì quý vị nó bán cái oximeter đỏ đầu ngón tay đấy. Chính phủ CDC Hoa Kỳ có nhắc nhở là cái đó, quý vị nhìn cái màn hình này thấy đấy. Nếu nó số từ 95 trở lên không sao, dưới 90 là quý vị phải vô nhà thương ngay. Cái này có nhiều cái nó an toàn lắm, quý vị mua ở pharmacy nó bán cái gì. Nhưng thường thường là da đậm màu, da bánh mật hoặc là da đen ấy, thì nó không được phản ứng tốt lắm. Nhưng mà cái này rất là an toàn quý vị đeo nó. Và sau này quý vị có thể mua những cái đồng hồ của Apple hay là của Samsung hay là của Fit mấy cái đó thì quý vị có thể đeo cái đó vô thì nó cho quý vị biết là cái số tim của quý vị sao, nhiệt độ quý vị làm sao, oxygen làm sao, rất an toàn. Covid-19 quý vị sẽ, nếu quý vị bị sẽ nhẹ hơn, đỡ bị chết hơn. Tức là cho nó quý vị nhắc nhở quý vị, nếu quý vị đang bị tiểu đường, quý vị đang uống metformin, quý vị nên tiếp tục uống
Nếu quý vị có bị Covid, quý vị nên tiếp tục uống như vậy sẽ đỡ nguy hiểm cho quý vị. Cái này được cái thống kê này do nhiều đại học ở cái này nó đăng cái bài này, nó đi từ University of Birmingham, United Kingdom. Ông bác sĩ Wang ông ấy viết cái bài này rất là hay. Quý vị nhớ mà quý vị đang uống metformin, quý vị tiếp tục uống cái đó nó sẽ giúp quý vị chống lại bệnh Covid nữa. Nhưng mà vẫn phải đeo khẩu trang chứ không phải nói thế là không uống nữa. Thế bây giờ quý vị bị tiểu đường thì một trong những biến chứng của bệnh tiểu đường là chúng ta bị suy thận. Chúng tôi gọi là chronic kidney disease. Cái CKD chúng tôi quý vị nó xuống dưới 45, 30, xuống 45, 30 là giai đoạn 3 rồi. 60 là ok, trên 60 ok, 45, 60 là giai đoạn 2. Thì chúng ta phải cẩn thận. Thế thì thường thường trước đây chúng tôi không có thuốc chữa. Chúng tôi chỉ cho quý vị uống thuốc giảm huyết áp xuống như là van trạc tăng hay là thuốc ACE inhibitor hoặc là ARB là van trạc tăng. ACE inhibitor là low tension cái thứ để giữ cho huyết áp quý vị tốt, bảo vệ cái thận quý vị. Chúng tôi sẽ cho quý vị uống nước nhiều, quý vị ăn thịt trắng nhiều, thịt trắng trong đó gồm có thịt gà, cá, đừng ăn thịt đỏ nhiều, đừng ăn thịt bò, thịt heo nhiều, nhất là thịt bò thì nó ảnh hưởng cái thận quý vị. Đi bộ mỗi ngày nửa tiếng hồ chứ không có thuốc gì cả. Sau này nó có cái thuốc chống lại tiểu đường là cái thuốc Farxiga hay là Invokana hoặc là Jardiance, nó cũng bảo nhất là Farxiga nó bảo vệ cái thận quý vị. Và do đó bây giờ ở nhiều nơi trên đại học người ta dùng cái Farxiga để bảo vệ cái thận của những người bị chronic kidney disease mà trong khi đó mà bị tiểu đường. Thế bây giờ nó có cái thuốc mới là finerenol, cái thuốc này chúng tôi đã nói quý vị nhiều lần trên trang tin tức của chúng tôi. Thuốc finerenol này nó của hãng Bayer rất là tốt thưa quý vị. Nó thử rất nhiều trong nhiều cái kinh nghiệm nó thử, bây giờ nó đã thành công, được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine nhiều lần và bây giờ nó thành công và nó nộp lên cho FDA để được xin approve cái đó. Thì FDA nó tuyên bố là nó sẽ làm cái priority review, tức là cho ưu tiên để nghiên cứu cái thuốc này để cho tôi có thể bán ra trên thị trường. Thường thường như vậy là 6 tháng nữa là có thể cho phép ra rồi. Thường thường bình thường khi quý vị nộp đơn lên nó phải tới 10 tháng, bây giờ nó 6 tháng nó cho phép ra. Cái thuốc này tốt lắm thưa quý vị, nó sẽ bảo vệ cái thận quý vị. Nếu quý vị chẳng may quý vị không chịu kiêng cữ, lúc mà quý vị khám phá nó thấp rồi, bây giờ chúng tôi khi thấp rồi tôi chỉ có việc đi theo dõi quý vị, bắt quý vị ăn thịt gà, ăn tập thể dục, có nhiều người không ăn thịt gà hoài được. Thôi tôi ăn hoài tôi ăn khoái lắm. Quý vị ăn thịt gà ngon, rút gà, rút chả bông gà đấy, quý vị ăn với ốt mì buổi sáng, ui trời ngon, mềm môi, tôi ăn tôi mê lắm, tôi ăn mà nói thật quý vị, tôi ăn được mười mấy năm rồi nay rồi tôi ăn tôi vẫn mê. Ăn bà xã tôi bà thương tôi thỉnh thoảng và lâu lâu mà cho món ăn gì ngon phở với tôi không thích. Tôi chỉ thích ăn oatmeal thôi chứ quý vị ăn, nếu quý vị biết ăn lúc nào tôi sẽ lên buổi đài tôi nói chuyện quý vị cách ăn oatmeal làm sao. Quý vị sẽ mê nó ăn ngon hoài không sao cả. Quý vị ăn cái đó nó sẽ giúp cái thận quý vị. Nhất là những người nào mà thận yếu nên chịu khó ăn thịt gà nhiều. Ăn sợi nhiều, ăn rau, ăn bean nhiều thì tốt thưa quý vị. Cái thuốc finerenol này nó sẽ giảm được cái thận hư xuống 40%. Và như vậy cái nó chỉ có mỗi một điều là nó làm potassium nó hơi cao trên máu, do chúng ta phải cẩn thận. Thế bây giờ những người mà bị phụ nữ, bây giờ cái tin này mới quan trọng của bác sĩ Cơ dành cho các quý phụ nữ. Thường thường quý vị trên 50 tuổi quý vị hay bị bíu tử cung. Người da trắng ấy, thì thưa quý vị 72% người da trắng bị, người da đen ấy, thì gần 80% bị. Thế thì bây giờ là bị bíu tử cung thì thường thường chúng tôi phải cắt tử cung của quý vị. Cái thuốc Relugolix, cái thuốc này thưa quý vị nó sẽ đi đến giai đoạn 3 rồi, nó được đăng trong New England Journal of Medicine trong tuần vừa rồi, tức là nó sắp sửa sẽ được FDA approve. Thì nó sẽ, cái thuốc này nó hay lắm, nó làm cho chúng ta cái bíu chúng ta nó teo xuống, chúng ta đỡ bị chảy máu, do đó chúng ta ít bị cắt tử cung. À thế đó chứ Cơ mới thất nghiệp, may quá bây giờ ông lớn tuổi rồi, ông cũng không cần đông bệnh như ngày xưa nữa, nhưng mà nói vậy phải tội chết. Thế chúng ta đỡ bị cắt tử cung, nhất là những người trẻ mà uống cái thuốc này vô trong 2 năm rồi cái tử cung quý vị nó sẽ teo là gần bình thường, quý vị sẽ đỡ chảy máu vì quý vị có thể thoai cho có bầu xong rồi, đẻ xong rồi, có muốn tính sao tính sao. Nhưng mà thường thường cái thuốc này nó tốt, quý vị uống cái thuốc này chung với cái combo với thuốc ngừa thai đấy, thì quý vị sau này không có bị mòn xương, và quý vị ngày uống 2 lần mới là một viên là cái thuốc Relugolix này, một viên là thuốc ngừa thai buổi sáng với buổi chiều thì rất là tốt thưa quý vị. Nó làm cho người ta bớt bị băng huyết 50%, giảm bị chảy máu 75%, và như vậy chúng ta sẽ không bị cắt tử cung nữa. Cái này là bác sĩ Iman L. Handy nói là như vậy nó sẽ giảm cho các phụ nữ không bị cắt tử cung. Cái này là các bà thích lắm. Khi quý vị có cái thuốc này, bây giờ chắc là nó sắp sửa được bán ra, tên thị trường nó là Orgovix. Bây giờ nó bán ở ngoài, bây giờ nó có thuốc giống như vậy. Mà nó đã được nhận bán rồi, tức là Orion tức là nó dùng cái Elagolix, một cái họ giống thuốc này. Và cộng thêm cái thuốc ngừa thai. Và Medicare nó có trả, chúng tôi phải xin phép thôi. Tôi đã dùng cho một số bệnh nhân
xin phép Medicare nó sẽ trả để giữ cho chúng ta đỡ bị cắt tử cung, đỡ bị chảy máu. Nhưng mà nếu mà cứ bị lớn tuổi rồi, nó cứ có biếu mà nó cứ ra máu ngoài thì thôi cứ bị cắt luôn cho càng tốt. Nói như vậy không phải có nghĩa là chúng tôi khuyên quý vị phải cắt, nhưng mà quý vị nếu không muốn cắt, nó có thuốc bây giờ, ngày xưa thì không có thuốc, bây giờ có thuốc cho quý vị uống để quý vị không phải cắt tử cung. Bây giờ để trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi sẽ nói phần tin ngắn để nói cuộc đời sống bình thường của một người bác sĩ. Thì thưa quý vị, cái tin ngắn đầu tiên mà chúng tôi muốn mang cái tin tốt cho quý vị đấy là Entresto là cái thuốc huyết áp cao. Quý vị nhìn trên màn hình, cái Entresto là sao cái Bitrin cộng với Valsartan, hai cái, một cái là ECG inhibitor, một cái là ARB. Khi quý vị uống cái thuốc này vô, nó sẽ giúp quý vị chống lại trụy tim, yếu thận, trụy tim và yếu thận, suy thận đấy. À, nên như vậy lợi lắm cho quý vị, nó giúp cho quý vị đỡ bị trụy tim. Ngày xưa nó phải khi là tim quý vị yếu lắm nó mới cho, bây giờ nó cho uống hết cho nó người ta được nhiều. Và người ta có thuốc GLP-1, tức là cái thuốc mà thưa quý vị giúp cho chúng ta đỡ bị mập, thuốc semaglutide đó. Quý vị nhìn cái hình này, nó thuốc Ozempic đó, nó là semaglutide chích. Một tuần quý vị cứ chích một lần rồi, thế mới chết, sướng quá. Quý vị chích cái đó mà quý vị ăn uống kiêng cữ, uống thêm metformin nữa thì cái đường quý vị nó sẽ tốt bình thường. Hoặc cái thuốc uống của nó là Ravensid, tức là cũng là semaglutide rất hiệu nghiệm, giúp chúng ta xuống ký, đỡ bị tiểu đường, hơi mắc một chút xíu. Cộng nếu quý vị uống chung với metformin rất là hiệu nghiệm, nó sẽ giúp quý vị giảm ký. Mà cái Ozempic này nó sẽ giúp quý vị tuần chích một lần, thì quý vị chích trong vòng 3 tháng, đến 6 tháng, thì cái ký của quý vị xuống từ 5 đến 9%, rất là hiệu nghiệm. Mà nó, quý vị có tiểu đường hay không vẫn dùng được cái này, vậy rất là tốt cho quý vị. Cái spike protein của cái thuốc Moderna hay là của cái Pfizer đó, nếu chúng ta chích cho những em trẻ đó, nó có thể làm cho các em bị những bệnh blood clot disease như thrombocytopenia, brain inflammation, viêm ở trong óc chúng ta và heart attack ở các trẻ em. Do đó vì vậy mà có số người khi mà chích cái thuốc này bị phản ứng, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là nó ít khi xảy ra, cho trẻ trẻ em thì nhiều hơn. Thưa quý vị, ở Mayo Clinic trước đây chúng tôi cũng khuyên cáo quý vị là cái thuốc monoclonal antibody rất tốt chống lại COVID khi chúng ta mới bị, nhất là những người già, những người bị có bệnh nền nhiều. Thì hôm nay thêm người ta thêm từ Mayo Clinic họ ra cái bản viết của họ, họ nói là họ đã dùng cái monoclonal antibody này, họ đã cứu được rất nhiều người, trong có một hai bệnh nhân rất tiêu biểu, một người bị ung thư, đàn ông bị ung thư nhiếp ở tuyến nặng, xong bị cái đó thì chích cái này vô nó hết. Và trong khi một cái bà bị ung thư vú cũng dùng cái monoclonal và thoát chết. Thế nào như vậy, cái thuốc monoclonal rất là tốt cho quý vị. Quý vị nhớ monoclonal antibody. Cái thuốc monoclonal antibody của hãng Eli Lilly thì người ta công nhận là nó thuốc nó tốt cho những người ở nursing home. Nếu mà cho nursing home có một vài người bị rồi, mình đề nghị mình sẽ chích cho cả cái nhóm đó, tất cả những cái bệnh nhân ở trong đó, thì như vậy người ta sẽ không có ai chết cả. Cái đó là cái thống kê mới ra nhất này, rất là tốt thưa quý vị. Và người ta thấy rằng là thưa quý vị, khi uống cà phê, tự nhiên bác sĩ nói tôi uống cà phê, ôi giời uống cà phê tốt lắm quý vị ơi, tôi là người tôi không uống được bởi vì tôi uống tôi bị tim đập nhanh. Nhưng mà quý vị mà uống cà phê được là rất tốt. Hồi xưa chúng tôi làm nghề đỡ đẻ uống cà phê suốt ngày, hồi còn trẻ chắc uống nhiều quá nghiện, bây giờ về già uống thì nhiều khi tim đập nhanh, lâu lâu cũng thèm quá cũng uống một tí không sao cả. Mà quý vị uống nhiều, uống đều đều, uống được dưới 3 ly một ngày đó, thì quý vị sẽ đỡ bị bệnh trụy tim sau này, thế mới chết. Cũng đỡ bị chai gan, đỡ bị sạn trong túi mật, đỡ bị sạn trong bọng đái. À, thế mới hay. Yêu đời, các bà uống cái này yêu đời lắm. Nhưng mà nếu các bà mà uống cà phê kiểu French press, espresso đó, Turkish coffee, là cái kiểu cà phê mà túi, đúng là Việt Nam, người Việt Nam mình đấy, ở cà phê kiểu Bắc Âu, thì sẽ tăng cholesterol lên. Vì vậy mà chúng tôi thấy những người Việt Nam mà hay uống cà phê Trung Nguyên, trong gói cà phê nó ngon lắm. Uống rồi đến chúng tôi khám, ăn kiêng ghê lắm mà cái cholesterol vẫn cao. Hỏi ra hóa ra uống cà phê, mỗi ngày uống một gói thì cà phê nó cao lắm. Quý vị uống cà phê đen của người Mỹ, filter là rất là tốt cho quý vị. Còn cà phê French là không được. Nếu các bà bầu chỉ được uống dưới 4 ly một ngày thì uống nhiều nó có thể bị dễ bị ảnh hưởng hư thai. Thêm cái tin vui nữa là Pulmicort là cái thuốc mà chữa xuyễn ấy. Quý vị xịt một ngày 2 lần, nếu quý vị mà nghi ngờ bị COVID ấy, quý vị biên cái đó xịt vào mũi, nó lại là giảm bớt COVID. Thế bây giờ là thêm cái ngánh nữa để cho quý vị chống lại COVID ấy. Quý vị mà bị nghi ngờ COVID, thử test positive mà chưa bị khó chịu lắm, nên biên thêm cái Pulmicort này, xịt vào mũi ngày 2 lần sẽ đỡ bị nguy hiểm. Và cái nữa, khi mà quý vị bị COVID rồi đó, thì người ta khuyên là các bác sĩ nên chích ngừa với quý vị cái prophylactic anticoagulant, tức là cái heparin subQ. Thường thường khi chúng tôi mà
chữa cho những người bệnh nhân mập mà phải mổ cái pelvic, chúng tôi chích subcutaneous heparin 5.000 unit ngày một lần trước khi đi mổ, thì mổ nó đỡ bị blood clot disease. Và hay chích Lovenox, enoxaparin. Và mai kỳ tới chúng tôi sẽ nói cho quý vị là cái thuốc colchicine là cái thuốc mà để chống lại gout đó. Nếu quý vị uống 0.5mg, quý vị bị COVID, quý vị uống cái đó vô thì quý vị cũng sẽ đỡ bị nguy hiểm. Ngày 3 ngày đầu tiên uống ngày 2 lần, 1 lần 1 viên, sau đó mỗi ngày 1 viên. Uống 5 ngày thôi, không cần uống nhiều, thì quý vị sẽ không bị nguy hiểm bệnh COVID-19. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình từ đây. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý.